Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và cái khởi đầu trận đấu của round 2.2 thì mình đang có một loại công nghệ khá là hay mọi người nhá, đó chính là tiêu dùng thông minh. Cái loại công nghệ tiêu dùng thông minh này là một cái loại công nghệ mà chắc anh em biết cái sơ nội dung về nó rồi, đó chính là khi chúng ta run thì chúng ta sẽ lên cấp. Đó. Thì khởi đầu bằng một loại công nghệ này rồi thì xíu nữa mình sẽ cố gắng thử kiếm xem mọi người nhá. May mắn xem có thêm một cái loại công nghệ đó chính là kiểu vé trúng thưởng được không. Nếu như mà kết hợp với thêm một cái công nghệ là trúng thưởng, vé trúng thưởng mọi người nhá, thì mình sẽ có một trận đấu là cứ round lên cấp thôi, cực kỳ hấp dẫn. Round này thì chúng ta đang có gì đây? Ôi trời ơi, ông này có tuyển nhân sự lại còn nâng cấp đội hình lên Talon 2 sao, Blitzcrank 2 sao nữa, chịu rồi. Nhìn là biết màu thua luôn mọi người ạ. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhá. Có ý kiến góp ý gì để ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ thì vẫn còn rất nhiều anh em vẫn chưa thể chơi được bộ môn Liên Minh Huyền Thoại bởi vì đang có khá nhiều lỗi xảy ra đúng không? Nhiều ông thì mất ạc, ông thì kiểu là cho ta không thể chơi bản tiếng Việt, ông thì gọi là cho ta bị lốc ạc sang CMNA. Đấy, mình thì không chuyên về cái mảng kỹ thuật nên mình khó để chia sẻ cho mọi người là làm sao để giải quyết được vấn đề đó. Hiện tại bây giờ cái hỗ trợ bên Vinagame thì mình vẫn thấy chưa thấy có gọi là hồi tín gì cả. Ông này thì đang có cho mình đó chính là hai cái trang bị ấn vệ binh tinh tú này. Ấn vệ binh tinh tú thì chúng ta có thể kết hợp cho những con tướng khá là hay giống như kiểu là Nunu nhá. Nunu vệ binh tinh tú cũng khá ổn. Nunu vệ binh tinh tú thì sẽ giúp cho mình có một cái khả năng đó chính là quả bóng nó sẽ to nhanh hơn. Đấy, cộng mana to nhanh hơn mọi người nhá. Có khá nhiều ý tưởng mà hiện đến bây giờ thì mình vẫn chưa làm được, vẫn đang cố gắng để làm. Thì chỉ hy vọng từ giờ đến kết thúc mùa 8 thì mình sẽ làm được nhiều ý tưởng hay hơn thôi. Round này thì mình sẽ là cho gát mọi người nhé, để có thể vượt được thêm 3 vàng, thêm cung gỗ nữa. Cung gỗ thì một trang bị mà khá là đa dụng, chúng ta có thể lắp sang một quyền năng khổng lồ hoặc là một cái DC khổng lồ, cuồng đao. Đại bác thì hơi kén chọn đúng không? Ở mùa này đại bác không được gọi là chúng ta được trọng dụng như ở những mùa trước nữa. Hiện tại bây giờ cũng có nhiều loại công nghệ bị xóa đi mọi người, nên là cũng khó để làm. Giống như kiểu loại công nghệ hộp đồ Pandora mọi người ạ, là một loại công nghệ mình rất là thích nhưng bây giờ nó bị xóa đi mất rồi, không còn nữa. À, vẫn còn mọi người nhỏ, sorry anh em nha. Mình vừa check lại thì thấy cái hộp đồ công nghệ hộp đồ Pandora vẫn còn nha. Nhưng mà mình chơi từ gọi là cho ta như là chơi 5 ngày rồi, vẫn chưa gặp loại công nghệ đó. Hiếm thế nhở. Còn hiếm ở loại kim cương đúng không nhỉ, loại kim cương gặp mít nha. Nhưng mà cái loại hộp đồ Pandora bên này không gặp. Mình muốn gặp loại công nghệ đó để có thể vẽ đồ mọi người. Hiện tại giờ vẽ thì mình đang muốn vẽ một trận đấu liên quan tới tầm 9 thông đạo, kết hợp với kiểu là rắc nữa mọi người nhé. Và cho con Field Stick ở phía dưới thôi, hút cái phần trăm sát thương được nhận vào. Nhưng mà mấy nay tìm mãi không thấy cái loại công nghệ đó để làm. Trận đấu này thì mình vẫn chưa xác định được nên là mình chơi cái gì cả. Hiện tại bây giờ thì khởi đầu thì nó cũng chỉ là loại công nghệ tiêu dùng thông minh thôi. Còn loại tiếp theo thì vẫn chưa biết. Ây da, chủ lực à. Ở mùa này thì những trang bị mình cảm thấy cần có đó chính là áo choàng lửa, diệt khổng lồ hoặc là một cái trang bị truy công kích này mọi người này cũng khá ổn đấy. Bởi vì ở mùa này thì đa phần anh em chơi theo lối chơi meta kiểu là đấu sĩ hay là kiểu những con tướng mà trâu rất là trâu luôn, vệ quân đồ.
Mọi người có ý tưởng gì hãy để ở dưới nhá, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Bất kỳ ý tưởng nào mình cũng có thể sẽ làm được hết, chỉ cần anh em comment thôi. Khó đến đâu mình sẽ cố gắng làm. Như đợt trước có ông kia bảo là nếu như mà anh làm được một trận đấu tầm 8 tấn vàng 3 sao, em gọi cả họ vô follow cho anh. Nhưng mà thực tế là một trận đấu đấy hơi tiếc là mình chỉ làm được 6 tướng thôi. Và đến bây giờ thì vẫn đang cố gắng để cố gắng tìm kiếm tiếp xem có thể kích hoạt được luôn combo đó chính là 8 tướng 5 vàng 3 sao hay không. Fiora đâm khá mượt mọi người nhỏ. Fiora vị tướng nó có hai lo công nghệ sống trâu với kiểu là một cái gì nhỉ, mình quên mất rồi, mình ít chơi Fiora mình không nhớ lo công nghệ của nó nữa. Nhưng thực tế Fiora thì để mà carry thì cũng khá ổn, mình thấy đa phần là chơi thủ thôi chứ nó sẽ không bá đạo bằng con Fiora mùa trước. Fiora 4 vàng một skill clear map vậy. Vẫn chờ đợi xem mọi người nhá, đó công việc tiếp theo của mình sẽ là gì. Hiện tại bây giờ thì cái anh em là dùng mạng VNPT thì sẽ chịu giống như mình thôi, đó chính là game nó hơi lag một chút. Và thường thường đến buổi tối mọi người, đến tầm 6 giờ tối trở đi là gọi là mát cục bộ luôn, lag cục bộ luôn, binh nó sẽ lên tới khoảng tầm 110 đến 150 binh một MS mọi người, cực kỳ khó chịu. Ai chả, lõi kim cương à, mình đang còn một cơ hội để xoay lõi nha. Thì bây giờ thì mình sẽ xoay cái lõi này để xem sẽ ra gì đây. Hy vọng sẽ là ra vé trúng thưởng để có thể có bộ huyền thoại luôn. Xúc sắc ma thuật quà trời cho à. Nếu như thế này thì chắc chắn mình sẽ chọn xúc sắc rồi. Mọi người ạ, mình sẽ lựa chọn xúc sắc ma thuật nha. Ok, xúc sắc ma thuật. Một cái... từ từ xem nào, nếu xúc sắc bây giờ thì mình sẽ nghĩ tới một ý tưởng gì nhỉ, để mọi người nha, từ từ xem nào. Xúc sắc ma thuật bây giờ ý tưởng của mình sẽ là, à đúng rồi, một ý tưởng khá hay mọi người ạ, phải là cực hay nha, đó chính là mình sẽ dát vàng đội hình hiểm họa. Và khi mình xúc sắc vào, khi mà mình đang có như kiểu là phun tướng 4 vàng và 3 vàng hiểm họa 3 sao ấy, thì mình cần xúc sắc ma thuật là thôi, thì chúng ta sẽ có, đấy chính là phun Fiddlestick và Ugot. Đó, để mình sẽ cố gắng làm cho mọi người xem cái game này nha. Phải cần rất nhiều nhân phẩm đấy, nhưng mà mình nghĩ nhân phẩm của mình sẽ đủ để làm được điều này. Ui, vay này giao điện static cơ, mạnh thế. Hiện tại bây giờ trận đấu này thì anh em nâng cấp đội hình rất là khỏe rồi, không ai yếu cả. Mình thì còn 57 tiết thôi, và mình đang chơi đạo trích thì bây giờ thì đạo trích vô cũng hơi muộn đấy. Chắc là mình sẽ đợi hũ level 2 thôi là mình nổ rồi, nổ thôi và sẽ chơi đội hình carry chuẩn để có thể chiến thắng thôi. Lee Sin, mình sẽ run nhé mọi người ơi, cho gát này. Sona 2 sao à, lên luôn anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho gát vào, rồi đây mình sẽ cho con Sona cầm một cái trang bị sâu zin đi ha. V à, ok, tuyệt vời luôn. 4 đạo trích. Bốn đạo trích rồi. Trời ơi, ra xua với binh Đinh Tú. Thường dân nữa à, mệt nhờ. Game này bị trừ chắc là còn chắc 30 tiết quá. Úi dồi ôi, 44 máu mọi người ạ, ở round 3.3. Lượng máu mình quá thấp, mà quan trọng là mình lại không có đảo trích để xíu nữa comeback nữa. Đó sẽ là một điều khá là thiệt thòi đối với mình.
Samira của tôi. Bây giờ thì mình sẽ kích hoạt 5 đạo trích, nhưng mà mình nghĩ rằng quá muộn rồi. Mình sẽ chỉ đợi như mình đã nói rồi, mình sẽ chỉ đợi đến nổ hũ level 2 là mình sẽ nổ luôn mọi người ạ. Không lấy nhiều. Rồi ok, Samira này. Một cái trang bị cung xanh rắc. Ngon luôn anh em ạ. Cho gát này. Việc con 2 sao này. Rồi. Nói chung là vẫn chưa ổn mọi người ạ. Nhìn nó vẫn kiểu hơi đơn sơ một chút, nó vẫn chưa phải là một cái mỹ mãn lắm để có thể thắng được. Chắc mình sẽ vẫn sẽ thua một round, một vài round nữa thôi. Đúng rồi, thua là mọi người ạ. V2 sao, round mà quyền năng luôn à. Ông này đang có cho mình đó chính là kiểu tuyển nhân sự. Ôi ôi. Đội hình của mình chết toàn tập. Vãi cả nhà ấy luôn. Còn 38 vàng nữa, vừa thọt vàng vừa thọt máu này thì chắc chết rồi. Không ổn rồi. Hòm đạo trích bây giờ mới có 9 hòm thôi. Round sau chắc phải nổ thôi mọi người ạ. Không thể đỡ được rồi. Chó gắt 2 này, tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình đang có một chó gắt 2, veo cót 2, Sona. Round sau thì mình sẽ đẩy con Samira đi. Chó gắt thì sát thủ của nó sẽ dựa theo lượng kháng phép của nó đang có. Nó dựa theo sự kháng phép mọi người ạ. Kháng phép càng cao thì cái sát thương càng cao mọi người nhá. Còn Rammus thì ngược lại với chó gắt, đó chính là sát thương của Rammus thì theo lượng giáp. Giáp càng nhiều thì sức mạnh càng mạnh đó. Vấn đề là chúng ta có thể bui kiểu là chó gát hộ công. Còn Rammus thì chúng ta có thể bui cho nó kiểu là vệ quân. Đấy. Nó sẽ là một điều khá tuyệt vời. Và có một điều đặc biệt đó chính là kiểu con tướng một con nữa đó chính là con tướng gì nhỉ? Để từ mình nghĩ lại xem nào. Con Bobby mà nhá. Bobby cũng là một vị tướng ấy mà nó sẽ giúp cho cái giáp càng cao thì sát thương của phát ném nó càng mạnh nhá. Nếu như anh em mà có nó công nghệ kiểu Bobby cộng thêm 200 giáp ấy thì anh em làm hai cái giáp gai nữa, 6 vệ quân là một quả quăng của nó phải rơi tới khoảng tầm 2.500-3.000 sát thương mọi người ạ. Rồi ok, nổ hũ thôi. Bây giờ thì Samira có thêm rồi này, mình sẽ bán Sona đi cho Velcot cầm sâu Zini để nó hút người lại mọi người ạ. Cho gát này. Rammus 2 sao này. Rồi, Mifortune à. Mifortune nghĩ ngon hơn so với là con Samira nhiều mọi người ạ. Rồi ok, đối hình ổn rồi đó. Bây giờ thì bắt đầu là win trick thôi. Gọi là thua nhiều rồi, giờ xin ít tí thắng nhỉ. Cho tớ xin nhẹ Eneco đi game ơi. Rồi, 75 vàng, giàu quá anh em ơi, cứ thế mà run thôi. Cho gát veo cót này, vi này. Ui trời ơi, Ugot à, ngon anh em ơi. Ugot vị tướng hắc vàng, tuyệt vời, cũng xanh luôn. Xíu nó cho mày thêm một cái sâu zin nữa. Ok anh em ơi, đội hình bây giờ khỏe hơn rồi đó. Bây giờ đừng hỏi tại sao mà thua được nữa nha. Giờ thua nó là có chịu luôn anh em ạ. Anh em thì chơi cái lối chơi nó kiểu là hơi khát nước một chút đúng không? Còn mình thì sẽ không khát nước nha. Mình chơi kiểu chậm rãi từ từ luôn. Vỏ gai lớn nhiều, mình sẽ lựa chọn vỏ gai nha. Golden soil luôn này. Ngon quá nhở. Bây giờ chơi full thông đạo luôn hả? Full ấy nhở. Full luôn nhở. Full luôn anh em ơi, full luôn nhá. Bây giờ thì mình nếu như mình dắt vàng được một chó gát 3 này, Rammus 3 này, là mình sẽ có thể xúc sắc ma thuật vào đội hình, đó chính là full thông đạo 3, full 3 sao luôn mọi người ạ. Belvet à, mình cầm Belvet à, ông này cầm được không? Không à, ông này cũng không cầm, ok. Ổn rồi mọi người ạ, đội hình bây giờ thì sẽ rất khỏe hơn nhiều so với lúc nãy. Sẻng vàng bây giờ thì xíu nó ra với chợ, có sẻng thì mình sẽ lấy thêm một slot nữa đi.
Nào Bly, hãy ra những thứ tôi cần đi. Chó gát ra mất rồi, xuất hiện như nào Bly. Rồi ok, Velcot chẳng 2 nữa lên 3 này. 56, ok, để này được đẹp rồi mọi người ạ. Bây giờ đội mình khá là ổn áp rồi, không gì phải suy nghĩ nữa đâu. Giờ chỉ lên là chó gắt 3 và ra bất 3 thôi là đẹp. Ông này thì đấy, ảo ảnh à. Ui ngon vậy, cặp đôi hoàn cảnh ảo ảnh à. Ngon đấy, mình sắp chết rồi. Round này hy vọng sẽ có một vị tướng ở đây. Có Ugot không? Không có Ugot mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang cần một cái Sojin cho Ugot nhé, để nó sẽ skill nhanh hơn. Hoặc là mình sẽ lấy con Velcot này để lên 3 sao từ sớm luôn mọi người ạ. Ok, lấy Velcot nha. Bèo vét này. Ok, 3 sao luôn. Tuyệt vời nhá. Đây là một điểm nhấn ở đấy. Mình sẽ cho Sinora vào nữa hả? Thay thế Sinora với con này đi. Nó sẽ ngon hơn mọi người. Bởi vì Sinora sẽ ném một tướng ở ngoài mình vào được á. Găng vào thạch này. Trận đấu này mình sẽ cố gắng cho anh em xem một trận đấu liên quan tới nhiều tướng liên quan tới hiểm họa 3 sao nhất mọi người nhá. Với cái khả năng xuất sắc ma thuật của mình đấp vào. Hiện tại những đối thủ chúng ta thì đang có lượng máu khá thấp rồi đúng không? Ai à, ông này cầm Zac và Rammus à? Khó nhở? Khó nhở bạn tôi nhở? Rammus này. Mình cần phải hoàn thành được cái nhiệm vụ đó chính là lên Rammus 3 và cho các 3 sao nữa thì mới có thể làm được cái ý tưởng này. Và game này thì mình sẽ có thể, nếu như mà up lên level 8 mà run mà hên mọi người. Nếu mà hên nha thì mình sẽ có một trận đấu xuất sắc ma thuật ra phát, nếu như kiểu là lên 3 sao còn hết nha thì mình sẽ xuất sắc ma thuật ra được con Ugot 3 sao và Flurstick 3 sao đó. Ơ hòm này. Chó gát Nunu cút đi bạn. Ok, đã mất 3 nữa lên 3 nha. Chó gát thì còn 2 con nữa, đẹp mọi người. Trận đấu này đang có một cái kỳ vọng cực kỳ lớn của mình nha. Nếu như mà không thể có thể dắt vàng được full 3 sao thì cũng đơn giản là chúng ta sẽ có luôn kiểu full tướng, trừ những con tướng kiểu Ugot hay là con Fiddlestick 3 sao ấy. Đây, ok, một cái Sojin dành cho Ugot nè. Không có Neko à?
Và đây sẽ là một trang bị liên quan tới áo trong bạc nỏ sét. Mình sẽ lấy nỏ sét người nhá. Rồi round tiếp nào. Ramus chó gát. Ramus chó gát rồi. Ramus chó gát của tôi rồi. Rắc 2 sao này. Fuel stick này. À, Olden soil này. Belvet này. Chó gát này. Ok, bây giờ mình sẽ cho thêm một con chó, con Ramus vào mình ạ. Trời lạnh quá nên là mình nói chuyện hơi run, anh em thông cảm nhé. 70, ông này thì đang cầm rắc. Nói chung game này thì lõi của mình khá đẹp. Kiểu Ron lên cấp ý, là một lõi công nghệ mà hình như là ai cũng yêu thích nó cả. Ba vàng. 76, 70, 29 à. Ui, hai người còn một tiết à? Bá vậy. Ok, 3 sao rồi nhá. Bây giờ thì còn 3 ra mất nữa thôi. Có Fiddle Stick luôn rồi. Hy vọng game này anh em còn nhiều máu để có thể tồn tại và xem mình nhá. Bây giờ mình còn gì đây? Fiddle Stick này, Oran Soil 2 con này, Belvet còn 2 con, Zack còn 6 con à. Ông này đang chơi đội hình đó chính là với binh tinh tú. Nhưng mà riêng con chó gắt của mình thôi đủ full một phát là đối thủ ngốc nghéo rồi. Velcot 3 sao nữa, mình đang còn thêm 3 xuất sắc nữa mọi người ơi. Một trận đấu phải nói rằng là đang có một cái kỳ vọng rất lớn nha. Tiếc rằng là game này mình không để chơi cho anh em xem đội hình liên quan tới đảo Trick ấy. Chứ nếu mà chơi đảo Trick hack một chút đỉnh cao thì ngon rồi. Sorry anh em có người gọi mình. Bé vét 2 này, ok. Sorry mọi người nha, đã có người vừa gọi mình nha. Quả này mà cho thêm một cái lõi công nghệ kiểu vé trúng thưởng thì đúng là đỉnh luôn đấy. 41 tiết này. Ông này đang có gì đây? Vé này 3. Ông này sẽ chết sớm rồi, để đây đi. Chắc mình sẽ cho đội hình yếu ra một chút mọi người nhá. Cho yếu một chút đi, chứ bây giờ mạnh quá mấy công này chết sớm ấy. Giờ mình sẽ cho kiểu là yếu một chút đi ha. Hòm, hay quá mọi người. Găng à. Bây giờ mình chỉ cần va thôi chứ mình không cần trang bị mọi người ạ. Top 1 vẫn sống này. Ông này thì đang level 850 vàng luôn, rất giàu nha. Không có Ramus. Không có Ramus. Mình sẽ lấy này đi. 58 máu. Bắt Ugot à. Chắc là ông này sẽ bán Ugot thôi đúng không? Đâu rồi, Ramus của tôi đâu? Một con nữa. Rắc này. Fuel Stick 2 sao này. Ramus của mình 1 con 1 con 3 nha. Eco 2 sao. Trang bị của ông này bây giờ cai sao đồ đẹp phết rồi này. 29 tiết à, Nunu 2 sao à. Ui, ông này nổ hút đảo Trick à. Hên vậy. Nunu 2 sao với binh tú luôn mọi người này. Để đây đi. Kịp chưa? Ôi, hình như chưa kịp chuyển. À ok, quên rồi này. Mình sẽ cho thêm một thứ tượng nữa nhá. Một cái thú tượng nữa. Ugot của mình bây giờ nào. Vàng ơi. Vàng ơi, mở cửa ra. Đúng rồi, 3 vàng. Ui, con Nunu nó khỏe nhờ. Riêng Nunu mà kết hợp với vệ binh tinh tú với mọi người thì nó sẽ có tác dụng, đó chính là quả cầu nó sẽ to hơn mọi người nhá. Nó to nhanh hơn, đó là tác dụng của nó. Trận đấu này thì sẽ cái kết là khó vẻ như kiểu sắp có cái kết rồi. Ôi, nó mất 3 sao, Ugot mọi người này. Ngon chưa? Để này mọi người cho nó yếu một chút đi chứ mà mạnh quá rồi đúng không?
mình sẽ để làm sao cho con UGOT nó liếm được nhiều đối thủ nhất để nó tích được cái nội tại nha. Trang bị mình vẫn còn dư một cái trang bị nữa này mọi người này. Rồi ok, level 9 nữa à? À vẫn level 8. Để lúc 2 UGOT đi. Mình đang rất là cần lợi tức Odin Soil này. UGOT ơi, UGOT ơi. Đúng rồi. Sao không có họp nào về nhở? Ôi đang này mình thua anh em ạ. Thua. Ai à? Thua được không? Véo cót. Ai chà mọi người. 53 tiết ạ. 53 máu. Không sao. Bác sĩ bảo không sao. Bác sĩ bảo không sao. Không ra ấy nhở. Bây giờ mình chú sắc mắt thuật là kiểu gì sẽ lên 3 sao full hết rồi. Chắc chắn như vậy. Nhưng mà mình vẫn muốn làm một điều gì đó đặc biệt hơn. Đó chính là kiểu mình phải lên được một con như kiểu là Odin Soil 3 sao. Hoặc là kiểu là mấy con này gần lên 3 ấy. Sau mình xúc sắc thì nó sẽ tỷ lệ ra được UGOT 3 sao cao hơn. Hai bèo vét này. Có Nico à? Ấy chà. Hấp dẫn nha. Thánh kiếm mana, giáp siêu linh, dìu nham tinh à. Mình sẽ lựa chọn cái thánh kiếm mana nha anh em. Áo choàng tĩnh lặng chứ đi nhờ. Ngưu binh à. Nói chung mình cũng muốn giữ máu trong này ấy mọi người. Giữ máu trong này một chút nha. Để xíu nữa mình có thể có thêm lượng máu để làm áo xong lửa này. Rồi ok. Ui ông này ra mày thua đậm thế. Thua đậm đấy bạn. Ui trời ơi. Hết máu rồi à. Chỉ còn một người chơi cùng nữa nhá. Rắc này. Béo vét này. Hai tiết chắc mình cho này thắng một round đi ha. Mình sẽ để cho này thắng một round đi. Belvet còn 3 con nữa, Odin Soil còn 4 con, Zac còn 4 con. Có Neko. Kai'Sa 3 sao rồi khổng lồ mày có cặp hoàn hảo hoàn cảnh mọi người. Úi xổi ôi, đừng đồ hàng nha bạn. Người anh em, xin bạn luôn đó. Ok, anh em cùng xem mình xuất sắc nha. Hết vàng luôn à. Oh my god. Chết rồi mọi người, khéo mình end game mất rồi. UGOT 3 sao luôn mọi người này. Đừng chết nha người anh em sống đi. Ôi, tiếc quá mọi người ạ. À. Chào mọi người hẹn lại những lần sau. Bye bye tạm biệt. Vile.